lô đất đầu tư phân lô, làm nhà vườn hoặc làm kho xưởng. Diện tích là ngang 60, dài 42m, có 300m2 đất thổ cư, thuộc xã Phước Tân, giá chỉ có 180 triệu trên 1 mét ngang. Mến chào tất cả các anh chị, rất vui các chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Hiện tại nó có mặt tại đường Suy Rau Phước Tân. Nếu chúng ta đi thẳng 2,5 km sẽ đến vòng xoay Phước Tân. Còn chúng ta đi thẳng theo hướng này, 9 km sẽ đến vòng xoay Đa Bạc, Ủy ban Nhân dân xã Đa Bạc. Và trong video này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất hợp cho anh chị đầu tư phân lô hoặc làm nhà vườn thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách đường Suy Rau Phước Tân chỉ 170m. Gần vị trí lô đất có một căn nhà vườn rất đẹp các chị. Và trên màn hình là vị trí chính xác của lô đất, chủ đã sáng lấp mặt bằng rất là đẹp. Diện tích của lô đất có mặt tiền đường nhựa là 60m, dài 42m, có 300m2 đất thổ cư và giá chính chủ ký gửi cho Bất Động Sản Quang Linh chỉ 180 triệu trên một mét ngang. Lô đất này chủ đã sáng lấp mặt bằng rất là bằng phẳng. Vị trí đất rất gần với đường Suy Rau Phước Tân, cách đường Suy Rau Phước Tân chỉ có 170m. Đường trước đất là đường nhựa rộng 6m, con đường này con đường thông. Đối diện với lô đất là trang trại sạch, năng lượng mặt trời. Đường trước đất chuẩn bị làm lại nhựa nóng các chị. Nếu chúng ta đi thẳng theo hướng này khoảng 200m, người ta đã đổ nhựa nóng. Lô đất có mặt tiền rất là dài, diện tích là ngang 60, dài 42m, rất thích hợp cho chị làm nhà vườn, đầu tư phân lô hoặc làm kho xưởng các chị. Và đối diện lô đất là trang trại sạch, năng lượng mặt trời. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất, đất chúng ta có hướng Tây. Diện tích công nhận trên sổ là 2.518,4m2, trong đó đất ở là 300m2, còn lại là cây lâu năm. Để dễ hiểu hơn về vị trí, anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Vị trí đất cách đường Suy Rau Phước Tân chỉ 170m. Đường trước đất là đường nhựa, có đường thông, thông hai đầu ra đường Suy Rau Phước Tân. Nếu chúng ta di chuyển theo hướng này, cách đường Suy Rau Phước Tân là 570m. Và cách vòng xoay Phước Tân, tỉnh lộ 328 là 2,8 km. Đến bờ hồ Bà Tô, vòng xoay Bà Tô là 7,6 km. Đến bệnh viện Xuyên Mộc là 9,2 km.
và cách biển Hồ Tràm là 16 km. Và đến địa điểm du lịch câu ngắm biển là 22 km. Và phần cuối video này, em sẽ di chuyển từ vị trí lô đất ra tới đường nhựa suối Rau Phước Tân để các anh chị có thể hình dung được vị trí lô đất chúng ta. Đường dẫn vào lô đất là đường thông. Và ở khu vực này, nhà cửa xây dựng rất là nhiều, rất tập cho anh chị làm nhà vườn, đầu tư phân lô hoặc làm kho xưởng. Di chuyển khoảng 200 m sẽ đến đường nhựa nóng. Đường trước đất là đường nhựa, con đường nó chuẩn bị làm nhựa nóng các chị. Các anh chị xem video, theo đất này phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp tại xã Phước Tân, các anh chị gọi ngay cho bên xã Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314 hoặc kết bạn Zalo số này để em có thể tư vấn cho các anh chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Và em đã di chuyển ra tới đường nhựa suối Rau Phước Tân các anh chị. Ở khu vực này, nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Nếu chúng ta rẽ tới trái sẽ đến ngã 6 Đa Bạc, Ủy ban Nhân dân xã Đa Bạc. Còn chúng ta rẽ tới phải, 2,5 km sẽ đến vòng xoay Phước Tân, tỉnh lộ 328. Bất động sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo Bất động sản Quang Linh. Em xin dừng video này tại đây. Hẹn chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.